Vâng, như vậy là trận đấu thứ hai được diễn ra ngay, vâng, không có một chút ngừng nghỉ. Đây là Maxe của chim sẻ và đối đầu với Maxe ở trận đấu này. Vâng, là Roman của cậu buồn, một kèo khó cho Maxe. Vâng, như vậy bài nhà chim sẻ đã thấy một bầy hươu có vàng và hai cánh rừng. Ở trận đầu tiên thì cung tuyển Hitty của cậu buồn đã giành chiến thắng trước Roman của chim sẻ. Vâng, bãi quả phụ 6 cây. Bãi vàng thứ hai, SH được cho đi dò đường ngay, phải chăng đây là một bài dâng nhà của chim sẻ? Roman thì có thể chống lại được tất cả các bài của Maxe. Vâng, có thể đóng y chống lại y Maxe. Maxe chuyển A thì cũng có thể đánh pháo. Một con voi đang đứng vẫy tay nhưng lại là voi cô đơn. Như vậy bây giờ chim sẻ sẽ như vậy là không lùa hươu về với nhà chính, quyết định ăn hươu ở S. Mười ba ông dân, vâng, câu voi về còn để bãi hươu đóng S, vừa ăn vàng vừa ăn hươu vừa ăn gỗ. Đó là một chiếc S nhân ba của chim sẻ. Vâng, con voi đang được đưa về nhà chính rất ngoan ngoãn, một hit sau đó nằm xuống. Vâng, như vậy là chim sẻ không đóng chiếc S để ăn cả vàng, cả gỗ và cả hươu. Chim sẻ thiết kế một chiếc S khác. Đồng thời nông dân của chim sẻ vừa dò ra bãi quả phụ thứ hai. Một bài ba bãi quả của chim sẻ, thêm một bãi hươu nữa. Vâng, nhưng tôi chỉ sợ là có dân để ăn hay là không thôi. Quan trọng là phải có dân. Chứ còn Maxe mà fit trước khi có dân. Vâng, lại thêm một đôi voi nữa. Vâng, cầu tiếp những con voi tiếp theo về nhà chính nhà mình. Làm gì? Ăn bãi quả phụ xa. Thực ra là giữ bản đồ. Ăn bãi quả phụ gần nhà cậu buồn vì ai hơn. Nếu như chim sẻ lên đời sớm thì hoàn toàn ngựa dò công giáp đầy đủ cũng đã làm khó chịu cho Roman của cậu buồn rồi. Roman cũng là một quân ép đời cực phũ. Con voi thứ hai. Vâng, nằm xuống. Vừa rồi thì nông dân tí nữa tắc thở do hai phát húc cực mạnh của những con voi tới từ bản đồn. Bây giờ sẽ là con voi thứ ba. Một hit rồi. Vâng, nông dân Maxe bóng giò rất rộng. 24 dân, có lẽ sẽ một bài 25 cộng 1 hoặc là 25 không, không cần phải cộng. Vâng, những chú voi từ bản đồn đang dồn rất gắt. Nằm xuống. 25 dân chưa kích được đời luôn. Vâng, dò ra hai chú voi cuối hơi muộn. Như vậy là 8 phút 20 với 25 dân. Vẫn rất đều. Bây giờ chiếc S ăn vàng của chim sẻ và ăn luôn hươu. Như vậy là lên đời xong còn nguyên một bãi quả. Vâng, rất thoải con gà mái. Vâng, các bạn có thể thấy một bãi hươu được ăn cực đẹp. BB được thiết kế. Tăng thêm nông dân làm gỗ. BL sẽ được dâng cao. Và chúng ta cùng chờ xem chim sẻ chay L, công Y hay công A, công K. Vâng, pháo Maxe thì rẻ một nửa so với các pháo thường. Trong khi Roman thì có thể đóng cả K để chống lại, cả Y để chống lại. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, một bài giàu có của chim sẻ, vấn đề là ba voi không được tìm ra sớm. BL
Và đây là BM. Một trận 13 x của chim sẻ. Vâng, sang 4 mất rồi, 14-4 với 26 dân Maxe. Lực cực khỏe. Vâng, bãi gỗ của chim sẻ kín toàn bộ. Ngựa giò công giáp đầy đủ. Chim sẻ đang hy vọng có được lợi thế ngay từ những phút đầu. Vâng, nhà cậu buồn. Cực kín. Đến thời điểm hiện tại thì ngựa giò của chim sẻ đang mất hình. Đâm vào cánh rừng già và một con vực. Sau đó phải quay ngược trở lại. Vâng, hơi tiếc cho pha đi ngựa giò này của chim sẻ. Lợi thế lên đời sớm hơn đã mất đi một nửa. Vâng, như vậy là cậu buồn đã có giò và chim sẻ là người chết dân trước. Vâng, không được rồi. Đập được không? Vâng, như vậy là chim sẻ đang nhốt ngựa giò của cậu buồn. Nhưng không thành công. Bây giờ thì phải bo bế bãi vàng vào ngay. Bãi gỗ của game thủ cậu buồn vì ai? Vâng, 6 con nông dân đã nằm xuống. Bây giờ chim sẻ sẽ đóng y chăng? Ngựa chém sinh ra. Vâng, như vậy là con ngựa giò bất thình lình đã chọc được vào bãi vàng của chim sẻ. Điên cuồng vẩy e. Vâng, thành công. Chúng ta cùng chờ xem chim sẻ đóng nhà gì. Vâng, cậu buồn đã đóng y. Vâng, khi mà chim sẻ còn chưa đóng y thì cậu buồn đã đóng y rồi. Nhưng số lượng dân của cậu buồn đang chết rất nhiều. Vâng, thêm một BL dâng cao. Cậu buồn đã bắt bài chim sẻ đóng y nhưng chim sẻ thì lại không đóng. Chay chém trận này liệu có phải là một biện pháp? Một nhà L dâng cao vừa vừa, một nhà L dâng cực cao. Ngay sát nhà của cậu buồn. Vâng, các bạn có thể thấy bãi vàng cậu buồn đã bo bế rất cẩn thận với 7 chiếc e. Thậm chí có lên cả 8. Cậu buồn chết nhiều dân hơn chim sẻ khá nhiều rồi. Bãi ăn hoang của chim sẻ vẫn còn nguyên. Vì vậy mà lợi thế đang thuộc về chim sẻ. Bãi vàng thì có vẻ quá nhiều dân làm và đang bị tắc. Vâng, vẩy e. Cậu buồn không để ý. Vâng, nổ rồi, phá e. Bãi vàng cậu buồn tù. Vâng, bia đóng y thủ ở nhà mình. Vâng, anh như vậy là anh giữ được 3 dân trong bãi vàng. Rất cẩn tắc vô ấy nấy. Vâng, cậu buồn gần như đã hết mất dân rồi. Chim sẻ điều chém rất hay. Nhưng bây giờ thì bãi ăn hoang của chim sẻ cũng sẽ nằm xuống. Vâng, đi ăn hoang. 3 con hươu bia cũng quý. Vâng, y của game thủ cậu buồn đã công ở nhà của chim sẻ. Chim sẻ đã đóng y ở nhà nhưng chưa xin ra con nào. Sắp đủ rồi. 60 thực dường như mới được một con y. Thôi thì mang chém về đành thiêu vậy. Tranh thủ lúc con y của cậu buồn không để ý. Lao vào chém vài cái. Rồi lại chạy. Vâng, tranh thủ. Chạy thôi. Vâng, đây rồi. Đây là bãi ăn hoang của cậu buồn. Vâng, một chém một y đang công ở bãi vàng của chim sẻ. Cậu buồn đã có bánh xe. Vâng, nông dân rất nhanh. Nhanh nhưng với y. Vâng, như vậy là chưa có. Vừa rồi chẳng qua nông dân quá hăng hái trong khi làm thực thôi. Vâng, cậu buồn có lẽ là sẽ feed dân trong ít phút nữa. Anh chỉ còn 3 nông dân ở bãi vàng. Có xin được thêm con dân nào ở nhà chính ra thì xin thôi. Vâng, cậu buồn đang có 2 chém và 1 y. Vậy e, không kịp. Vâng, vẫn thành công. Như vậy là nhà của chim sẻ vẫn còn nguyên bãi gỗ. Vâng, thêm một BA xin cung tê. Vâng, thôi bây giờ đành thiêu chém vào y vậy. Điều chém chạy. Để những con chém còn lại chọc y.
Vâng, này tham lai của chim sẻ đang là 26/64. Tham lai có lẽ đè khoảng 30-70 rồi. Số lượng dân của cậu buồn chết quá đông. Vâng, 80-20 thì đúng hơn. Nhưng cậu buồn vẫn đang chảy cối. Vâng, một cái tham lai quá đè. Chim sẻ đang điên cuồng vẽ ruộng. Chắc bài ở nhà mình. Vâng, y lại tiếp tục công vào bãi vàng. Vâng, 2 y. Vâng, hỏng ăn rồi. 1 e. Kịp không? Không kịp. Vâng, bãi vàng, bãi gỗ chuẩn bị tù. Cậu buồn với ai còn 3 y. Một giò và hai con chém. Vâng, vẫn đang rất bình tĩnh. Vâng, cậu buồn một rồi. Tỷ số là 1-1 cho chim sẻ. Cậu buồn có lẽ đã hết sạch dân. Pha công quân cuối cùng của cậu buồn. Vâng, hết sạch dân luôn. Vâng, còn hai dân đang chuẩn bị phi voi.